Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày thật nhiều vui vẻ hạnh phúc nha. Thì hôm nay mình ghi hình cho cả nhà xem đằng cuối của mình vui nhộn. Thì rất là nhiều mọi nơi trong gia đình mình cứ một mét vuông là có một đứa, chỗ nào cũng có một đứa hết. Đó thì đây mình giới thiệu sơ lược trước mặt các bạn là Ruby, tiếng lành đồn xa, tiếng thơm đồn xa hơn. Đó thì lúc nào cũng tiếng lành lảnh vậy đó. Đó, đó đây là gấu, đây là vàng mẹ vàng, đây là bé Ly ở dưới đất, xa là thằng út quậy đưa cái lưng. Đó, còn ở đây gấu xám, ở đây là Alaska mật. Còn đây là Alaska tỏi bên đây, Alaska tỏi đi vòng vòng nãy giờ đi làm quen đàn cuốn trong nhà. Và bây giờ mình ngồi tại đây thì nó lại đây nó ngồi, nó hồi hổm về nó hôi dữ lắm, chắc hai tháng ở trên ở cái chỗ cái nhà kho đó chắc không tắm hay gì á. Đó thì về đây mình tắm hết, mình tắm hết một chai rưỡi xà bông. Nói hơi quá khoảng một chai. Đó, còn cái chai tại chai cũ nó hụt hết nửa chai à. Đó thì hôm nay mình làm video này nói về cái Alaska tỏi đi khắp chốn. Còn Alaska mật thì nằm ngoan. Cái tỏi ra đây nó mất tiêu rồi. Chân chẳng yếu đuối chứ mà cũng phái đi lắm cả nhà, phái đi chơi vòng suốt vậy đó. Béo ai tỏi, lát cả tỏi béo cay, cái thương bích hợp nó cũng bự lắm cả nhà. Đi dành vàng đi ngang cái con Alaska tỏi nó bằng cùm chân của người ta à. Thấy nhìn từ xa gần cỡ không, đi đứng gần cái là nó nhỏ xíu à. Bến Tre nãy giờ đi vòng vòng đẳng kiếm gì đó. Ôi mưa cả nhà ơi, mưa kìa, để vô lấy đồ coi. Để đây cả nhà, để cái máy đây cho cả nhà xem. Ê Thank you.
Rồi không vô luôn, nó quậy không vô luôn. Ê mưa rồi không vô. Rồi nằm đó luôn à. Nằm lì luôn à, mà hên tại vì cho nó có cái nóc. Đó, nó không ướt. Nó không ướt nên nằm đó. Trời mưa lại uống nước bằng giọt mưa kìa. À, giọt mưa này cả nhà. Đó, giọt mưa này đằng có đằng nói không có giọt mưa đó. Đó. Đó gấu Sam đó nha. Vô phóng vô nhà ha. Xuống con. Đang trời mưa đang chơi vui vẻ tự nhiên trời mưa cái ướt cái sân, ướt sân rút vô nhà đó rồi. Nãy giờ mình cũng chờ bỏ cái máy mình chạy ra làm sao mình lấy đồ quần áo vô cả nhà. Hên có nhỏ cháu. Lấy phụ chúng mới ướt nhẹp ráo rồi. Mưa quăng cái hết mưa rồi, giờ hết mưa luôn rồi. Thôi xin dừng video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Xin chào. Cả nhà xem nhớ chia sẻ bấm một like nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha.